Tác phong mỹ lục cũng như muôn dòng lãnh tộc quê hương non ngàn. Hiếu lũng vàng là nơi cát địa Bắc Lệ Hàng, cơ chú là nơi bà chúa tiên vâng nghi mệnh. Chúa tiên vâng nghe mệnh ý trời, đã trong nghi bề ngọc ra ngoài bàn hoan. Đêm đông xuống trần gian nghi báo mộng trần thì nương tâm mi đồng bào thai mãn tuần chín ngày. Mãn tuần chín công chúa khác người trần gian, đôi thung huyết vui mừng hớn hở khắp bản làng, mừng nghỉ dỡ bảo nhau mới hay như ý sợ. Xuống phòng loạn đêm ngày dưỡng dục vì xó bằng vang nghi ngọc bầu ra mỗi năm là một nghi nóng à. Má phấn rồi phao phao mà tựa tuyết ni nguyệt lầu lầu vẽ nguyệt in ni hoa nhân tình nghi long lánh ngân ni hà. Hèn đúng ngày đôi mươi mạc tháng chín cửa thung huyến xa lành hôn.
sầu lục ngày sầu thảm nhớ thương xót ni xa ni tấp xa ruột ni thường quặn đau trời quý lâu thiên đình sai xuống nay mà đến ngày mang nghi hàn mà quý tiên nỗi lòng thương nhớ thung huyên một lời tu đối chỉ truyền phán ra
Này người ơi, dù đi chọn lối này, đi chọn lối này thôi. Đồi núi bao la lên ngàn, đi hái bông hoa, bông hoa hái hoa mang về bàn. Đến đây biết bao nhiêu thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao nhiêu thanh đồng vỗ tay to chầu ban khen, vỗ tay to ban khen, vỗ tay lên chầu ban khen. Xin tài lộc ngát ngào quả hoa, thứ nhất chầu ban cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba cho lộc tài, thứ nhì lộc quả, lộc tài thứ ba. Tóc
tìm đến. Nay tam tuần chung dâng lên
ngọc kính vua Tạ Bồ Đề các cô khuyên mời là mời rước quan hoàng bơ rơi các cô khuyên mời là mời quan hiến tam mi tuần chúng. Tâm tâm niệm niệm chữ từ bi ra tay tê thế diệu sinh chúng dẫn dắt dân an thoát bể sâu Nam mô Phật chứng minh trầm luân có ông bơ thoải tu tâm đi theo Phật tổ hoàng cứu dân hiểm qua chín đồng
mười đèo mới tỏ. Này các ghế ơi, gắng tu thì sẽ có đường lên. Nhiệm màu vô lượng vô biên, Phúc Linh Điền hôm nay đón các đệ tử là khách. Khách hữu duyên hữu tình. Các ghế ơi, nhìn ông bơ ngự đồng, ngày hôm nay đẹp như trăng rằm quan hoàng lại càng sáng. Trời sóng gợn lòng sâu thẳm, mặt đất mây đùm, cửa ải xa. Khom chúc tuôn đôi hàng lệ, con thuyền buộc chặt mối tình nhớ ra. Mà lạnh lùng dục kẻ tay đao xích thành quanh điêu hiu băng, ám tà canh khuya đêm canh khuya đưa khách bên tầm giường quạnh hơi thu lau lạnh điều hiu. Người chén quỳnh mong càng nhớ chiều chúc tơ. Ai oán nhẹ mà bốn giây nghe văng vẳng khúc đàn này biết cùng ai. Giang đầu thành hiếu khách lại, ai huyền dòng các cô tốn giúp ông bơ hoàng về thoại cùng ra loan thanh giá hồi.
kính chúc ân cần đệ tử con, kính chúc ân cần mấy ông hoàng bảy lại lập nên đồng. Nhớ công đức thì a ơi a lập đền phụng sự thủ mãn đùng tiên nữ dâng hoa thu vui thứ vui điều thuốc như chén trà
các cô pha trà từ tâm chuốc chén ô lòng hội bình yên rót nên chén trà ô lòng tay nâng bình ngọc để các bạn tin nâng chén hiến thượng kim bàn trà ô long, hiến thượng kim mỹ bàn mẫu đơn tật trài long tình, lúc thừa nhà hoàng bảy hiến vui ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để bảo vệ sơn hà. Hôm nay bàn trà thuốc lá, thanh đồng họ Nguyễn ghế ông dâng lên cho đúng đạo làm mà đình non xanh khen nài theo đúc ni a bầu nên bầu một ngày đã là đệ tử ni a cũng là duyên ni nhiều nợ nhiều sáng mùa sáng mùa điều phà là nên duyên nhiều nợ nhiều duyên là nên duyên có mấy nhiều nợ nhiều giang tay mẹ khoai con hương đệ tử ý a có mi lối vào trên đền bao hà sơn sáng ngô sáng ngô liều phàng sơn mà bao hà sơn lối vào sơn bao hà sơn có lối
xem có thấy sách đề là đức năng nghề tướng ngã tuy chiều hôm nay ông bảy có say say một tí với đời xuân đi qua mà cách hà họ Nguyễn nay vất ni và đã nhiều rồi từ nay hoàng cho được cam lai mà ngày hôm nay thanh đồng họ Nguyễn con làm mì lễ khai xuân bắc ghế cho ông ngồi hoàng nghỉ cho được tỏ mặt với dần với đời lộc chuyển sơn lâm ông có thiếu mà chỉ đâu đường còn không hết ông tiếc chỉ họ Nguyễn con thành tâm nay còn trời còn nỉ nước mà còn non các cô còn mà chuốc rượu ông bảy còn mà say Chấn thủ Nghệ An
thiên bản làm con đi ra ra hồi cùng là bóng cô bơ mẫu đặt say chính hiệu cô ba cô lên tô xuống đồng ba tòa thoại cung bán chúng thành khách đào thuyền thuyền ai thuyền ai mà đổ bên cô tô để nửa đêm cô nghe vang vọng tiếng chuông đền chuông điện phúc linh từ hôm nay chân cô bước xuống thuyền phách rằng phách nhất khoan khoan hò phách hai đời dịp khoan khoan du hò phách ba cô cầm treo khoan khoan hò xin cô mở lại ra khoan khoan du hàng tháp treo dài
hoàn văn hò hoa tiên cô phiêu du hoàn du hoa góc biển chân trời hoàn văn hò hoa không mấy cô đời gió hoàn du hoa đi cứu người trần gian hoàn văn hò hoa trèo về hoàn lại hò hoa đến cửa thần phù hoàn du hoa cố nhủ rằng hoàn hoàn du hò du ai vùng tu thời chìm hoàn hoàn hò hoàn thuyền đà thuyền cũ hoàn hoàn du hoàn về tới tháp thẳng hoàn hoàn du hò đầu vua thượng đế hoàn hò du lấy danh cho họ nguyện hoàn hò du hoàn nguyện thành đồng hoàn lại du hoàn rồi rực như ra hoàn hoàn du hoàn ngày hôm nay hoàn hò du lòng vân thánh hồi hoàn hoàn hò họ luôn bắc ghế hoàn hoàn du làm lễ đầu xuân hoàn hoàn hò hoàn cố nhắc trông đến hoàn du hoàn phúc linh điện linh tự hoàn du hò thắm cảnh thắm đền hoàn du đến sinh cảnh đẹp hoàn hoàn du hoàn mọi về phong quang hoàn lại hò hoàn kia chiếc thuyền cũ hoàn hoàn du hò đã đến mấy bến dài hoàn du hoàn sai quân mi sắp hoàn du hoàn vàng nhạc của lên đề hoàn hoàn du hoàn đôi tay xin cô dừng trèo gác mái bò hoàn hò du hoan chấm đồng cô hãy thương đồng hay còn vui thú non bồng này tiên cô nhớ lời mẫu gọi cô lên tí gắn đi bó hai tin ý mi dặn do mẫu dặn rằng lộc lành bến giang chiếc thoi ai lộc lành bến giang thuyền sông các cô tiên nữ xoắn cô bơ hoàng về ba bồng sơn loan thanh gia trong sông nguyên xưa cô phá ngự đền sông hoàn cai chí diễn hồ trong mi ba tòa làm lễ xuân nhang cô về đồng làm lễ xuân nhang cúc
cung vòng bái, người phương độ trì dâng hương miệng niệm thủ bí. Cô xuống ý dưỡng gian gỡ đồng khi chưa cô ngự trong sơn. Cô ngự sòng sơn vốn nguyên chưa, cô ngự sòng sơn ý hài hoa lắm ngọc ngọc hầu trong tam tòa tổ trùng mười tám đôi người. Dương đôi mi hoạt màu, 36 nam dương cô về mở quạt, cô chín lại thương các thanh đồng là tính tang tình, à tang tính tình tang. Sơn Hà quạt cho nam ba nữ chứ chẳng lẽ già được tiên đã vui thì tính tàng tình ta tàng tính tình ta. Múa giải lụa đào cô chín ngắm trông cô ấy càng xinh là tính tang tình à tang tính tình tang. Đẹp là đẹp lùng người ở đâu ra mà đẹp mì là mì đẹp lùng có phải cô chín riêng trong để xong cô mới ra là tính tang tình à tang tính tình ta. Quê quê giữa rừng cô chín đẹp như cây quê giữa rừng hoa thơm cơm nghe ngát cơm mà lục chín mười phương tình tính tang tình ta tang tính tình. Nhất quý nhị lan bỗng mi hề thương, nhất quý nhị lan cô chỉ làm việc quan ở trong mi chiều là tính tang tình à tang tính tình tang. Gia vũ đăng vân mà kỳ phép cô, gia vũ mi đăng vân mi cứu mấy người mi ngoài Bắc thần ở cõi nam. Phép cô biến hóa thần này cớ nhờ ơn quốc nghi mẫu đã dư ý mi thế thần tiên cô. Tiên cô cứu trợ mỹ trần gian ai hay nhủ bảo mà biết thân giữ. Vâng lời mẫu nhủ cổ lên nhờ tay tạo hóa được lên ý châu trần muôn nhà.
nhờ, muôn nhờ gặp chốn ni thanh tần mà nhường xa, bàn học nhường gần ni bàn tiên ba chăng. Ba chăng nay ước mười nguyện ni đi. Định nhật chí kỳ trên thiên cung, định nhật chí kỳ xe loan đón rước cô về đền sông xưa. Xe loan thanh giang